Dạ, em xin được kính chào toàn thể các anh, các chị, các cô, dì, chú, bác yêu hoa lan trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ, em xin được giới thiệu, nhà em là vườn lan Linh My, có địa chỉ ở tại thôn Xét, xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Phiên bán hàng ngày hôm nay thì em xin mời các bác nhà mình xem qua chậu lan Hồ Điệp. Nhà em vừa mới ghép hoàn thành các bác ạ. Kính mời các bác xem qua. Thì về gần Tết thì các bác thường hay mua hồ điệp để mình trưng Tết. Thì các em cũng ghép lên để giới thiệu và bán đến các bác nhà mình nhá. Để xem các bác nhà mình thấy ưng thì mình ủng hộ các em. Thì mua ở đâu thì các bác cũng là mua thôi. Thì ngày Tết gần cận kề các bác mua ủng hộ các em. Để các em có thêm thu nhập để có một cái Tết nó được đầy đủ hơn. Em xin được giới thiệu qua về chậu lan Hồ Điệp ngày hôm nay. Thì chậu lan Hồ Điệp này thì em ghép tổng là 15 cốc Hồ Điệp. Và em sử dụng đây là Hồ Điệp được thuần tại vườn Hưng Yên, Việt Nam nha các bác nhé. Thì về Hồ Điệp Việt Nam thì các bác cũng đã biết rồi, giá thành thì nó luôn luôn là cao hơn so với mình sử dụng Hồ Điệp mà cùng kích cỡ, cùng kiểu này, nhưng mà mình nhập từ bên Trung Quốc về các bác ạ. Một cốc hồ điệp như thế này thì với cái giá thành hàng Việt Nam và hàng Trung Quốc thì nó chênh lệch nhau là gần 30.000 cho một cốc cơ các bác ạ. Đấy, nhưng nó cũng sẽ có những cái khác nhau các bác nhá. Các bác mua hàng thuần Việt Nam mình thì về cây ấy, về cây bông nở đẹp này các bác này. Bông nở rất là đẹp nhá. Đây là nở 5-6 bông trên một cành rồi. Và những cái nụ về sau đây nó cũng sẽ nở hết nha các bác nhá. Đấy, và cây thì nó rất là khỏe cây. Các bác trưng bày thì nó nở nhiều và nó bền các bác ạ. Các bác chơi nó bền. Thứ hai là cái ngồng hoa hoặc cái cây. Đấy, cái sải hoa của nó rất là dài này các bác này. Sải hoa của nó rất là dài các bác ơi. Cây thì nó khỏe mạnh. Cũng là do một phần là do là nó cùng khí hậu. Mình cùng khí hậu với nhau. Đấy, và thứ hai nữa nó cũng có thể là do là quá trình vận chuyển nó gần nhau các bác thì nó đỡ hại đến cây. Còn nếu như mà hồ điệp từ bên Trung Quốc về thì nó cũng không phải là nó xấu hơn, nhưng mà về cái độ bền thì nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ kém hơn. Vì em đã bán hồ điệp đến năm nay thì năm thứ 3 rồi, thì theo em nhận xét thì nó như vậy. Vì vận chuyển từ bên Trung Quốc về thì nó cũng qua một quá trình là đi xe container. Nhiều khi là nó đi xe container lạnh đúng không các bác? Hoặc là khí hậu hai bên nó khác nhau. Về đến đây thì cây nó hay bị sốc nhiệt, hoặc là nó bị hay bị chết nụ về sau các bác nhé. Do là quá trình vận chuyển từ bên Trung Quốc về mà các bác mà. Đấy, và cây về sau thì các bác khi các bác chơi nữa, các bác chơi hết đợt Tết. Đấy, ra Tết các bác mà muốn tháo chậu ra mình lấy cây để mình chăm sóc lại ấy, thì cái hồ điệp Việt Nam thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu hồ điệp Trung Quốc thì thường là ra Tết là nó sẽ khó thuần hơn nha các bác nhé. Những các cái cây này thì ra Tết các bác bỏ ra và mình trồng vào chậu gốm. Xong đấy thì mình thêm giá thể vào. Mình bỏ cốc nhựa ra, mình trồng vào chậu gốm, mình thêm giá thể vào. Thì các bác phun thêm B1 vào. Đó. Hoặc là các bác tận dụng nước gạo mình tưới cũng được. Thì các bác cứ trồng lên và chơi. Sang Tết năm sau nó lại cho ra hoa nha các bác nhé. Rất là dễ ạ. À, những cái cây hồ điệp như thế này các bác mua 1 năm là thậm chí mình được chơi 2 cho đến 3 năm, được nhiều năm sau nữa. Mình không phải bỏ đi, nó đỡ lãng phí ạ. À, hình như là em cũng cứ nói mãi nhưng mà quên, cũng chưa báo giá đến các bác nhà mình. À, chậu hồ điệp này thì em bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhá. À, với giá là 3 triệu đồng. Ở bên ngoài ấy thì nó sẽ to và đẹp hơn trên hình ảnh các bác đang xem như thế này ạ. Em nghĩ rằng các bác nhận hàng, em chắc chắn rằng các bác sẽ ngạc nhiên hơn. Vì ở trên hình ảnh ấy là do là ngày hôm nay thời tiết của em là đang mưa các bác ạ, đang sầm sì, trời đang rất là tối. Đấy, trời đang rất là tối thì khi mà quay lên ấy, cái màu hoa nó cũng đã bị đen đi rồi các bác này. Đấy, bên ngoài thì nó sẽ sáng cái màu hơn, tươi cái màu hơn, đẹp hơn nha các bác nhá. Khi em quay như thế này là nó đã bị dìm rồi đúng không ạ? Và khi em quay xa xa ấy thì các bác nhìn các cái phần hoa nó sẽ không cân đối và không đẹp bằng bên ngoài. Bên ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Ở trên này thì em có phối cái màu vàng kim rất là đẹp các bác ơi.
em xem là tổng từ dưới thành chậu lên cao lên đến trên này thì nó khoảng chừng 1m4 các bác nhá. 1m3, 1m4 tính từ dưới lên trên. Và bề rộng này thì được khoảng chừng 1m nha các bác nhá. Bề rộng từ bên này sang bên này nó được khoảng tầm 1m2 các bác ạ, 1m2. Và từ trên xuống dưới thì được khoảng tầm 1m3, 1m4. Để các bác nhà mình tiện dễ hình dung hơn là nó to và nó rộng như thế nào. Cái này thì em nhận gửi xe cho các bác cũng được, hoặc là em đóng bưu điện cũng được nha các bác nhá. Các bác nhà mình nhìn thế này mình nghĩ là không biết đóng bưu điện bằng cách nào đúng không ạ? Cái này thì các bác hoàn toàn là yên tâm. Với kinh nghiệm đóng hàng của các em là lâu năm rồi, các em đóng hàng lâu năm rồi thì các em đều biết cách đóng như thế nào để đảm bảo đến tay người nhận các bác nhá. Các bác hoàn toàn là yên tâm ạ. Ở giá thì tiền ship cho chậu này thì em nghĩ nó dao động từ 150 cho đến 200 nghìn đồng nha các bác nhá. Tiền ship các bác nhá. Còn tiền lan thì nó là 3 triệu đồng các bác ạ. Em thì cũng không dám, không biết chắc được là ở ngoài kia người ta bán có cao hơn hay không. Nhưng mà em cũng đã tính cái giá như thế nào để gọi là nó, em cũng có công một chút nhưng mà gọi là thấp nhất để mà dễ dàng bán được hàng hơn. Nên là các bác nhà mình là yên tâm để mình mua hàng, không phải lo là giá cả bị đắt hoặc là làm sao nhá. Em bán hàng cho các bác thì không chỉ là một chậu lan này mà em cũng còn bán cho các bác rất là nhiều chậu lan tiếp theo. Nên là em cũng là lựa chọn cây này, chất lượng cho các bác. Thứ hai nữa là giá cả thì cũng phải làm với một cái giá nó hợp lý nhất có thể, để người mua cũng dễ dàng và người bán cũng có một chút tiền công và có công việc làm cho nó vui các bác ạ. Vì vào Tết thế này thì đúng chẳng biết làm gì các bác ạ. Còn hơn 15 ngày nữa tới Tết rồi. Các em thì ở thôn quê nên là cũng không biết làm gì. Thôi thì cứ cắm những cái chậu lan như thế này, có chút đỉnh tiền công là cũng vui rồi các bác ạ. Em xin cảm ơn các bác nhé. Các bác có nhu cầu đặt hàng, mình gọi điện vào số của em là 0382 035 821 các bác ạ.